Còn ok. Hai phần trăm. Ok, như vậy các bạn đã thấy được cái kết quả cái phần dầu phanh sau cái thời gian là 3 năm và 26.000 km. Thì nhận xét của mình là cái màu dầu phanh nó đã bị đổi màu và nó có hiện tượng kết tủa giống như là dạng gel hay là thạch các bạn. Thì video bữa nay thì sẽ tạm dừng ở đây thôi. Video lần sau thì mình sẽ chia sẻ với anh em là trong cái quá trình mình hai cái dầu phanh mới và cách đuổi khí như thế nào trên xe Suzuki GTX S150 này nha. Hy vọng các anh em thích video này, đừng quên là nhấn like, share, subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.